Nhà thờ Công giáo tìm cách giảng đạo tới các hành khách xe lửa tin từ Mexico. Mexico là một đất nước mà hơn 85% dân số là Công giáo, xếp thứ hai sau Brazil. Tuy nhiên, người dân nơi đây có rất ít thời gian để đến các giáo xứ địa phương để dự lễ hay xưng tội, bởi vì công việc bề bộn hàng ngày và cũng do quỹ thời gian hạn hẹp của họ đầu tư quá nhiều cho việc di chuyển từ nhà tới nơi làm việc. Theo thống kê, thì thành phố Mexico có 8,6 triệu dân, nhưng các vùng ngoại ô có tới 18 triệu dân. Do đó, thì hàng ngày hàng triệu người dân ngoại ô Mexico phải di chuyển quãng đường quá xa tới trung tâm nơi mà họ làm việc. Có những người mỗi ngày phải có thể đi 27 km. Nhận thức được tốc độ của các cư dân sống ở vùng ngoại ô của thành phố Mexico đi tàu lửa tăng nhanh chóng, các tổ chức giáo hội đã quyết định thiết lập các giáo xứ 3 trạm xe lửa dọc theo đường xe lửa ngoại ô kết nối các quận đông dân của Cuautitlán, Chirijía và Tultitlán, đã được khánh thành vào tháng Giêng năm 2015. Các nhà nguyện bên trong nhà gas này cho phép giáo dân của họ thực hiện đức tin trên đường đi làm, hoặc sau khi trở về, hay thậm chí trong khi chờ đợi chuyến tàu khởi hành tiếp theo, hoặc khi đi mua sắm. Bởi vì bên trong các nhà nguyện được trang bị một quán cà phê và cửa hàng sách bán tài liệu tôn giáo nhằm để khơi dậy sự quan tâm của độc giả. Sau khi ba nhà nguyện này được đưa vào hoạt động, đã nhận được rất nhiều đồng thuận từ các giáo dân và đặc biệt là các địa phương lân cận. Trong tương lai, mô hình nhà nguyện nơi công cộng như thế này sẽ được nhân lên rộng rãi.